được xem là một trong những con rồng về kinh tế ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, Đài Loan có rất nhiều xí nghiệp có nhu cầu tiếp nhận lao động phổ thông. Việt Nam bắt đầu đưa lao động sang Đài Loan làm việc từ năm 1999, số lượng tăng mạnh trong vài năm gần đây. Năm 2014, Việt Nam là nước có nhiều lao động nhất sang làm việc tại vùng lãnh thổ này với hơn 62.000 người. Hiện có khoảng 170.000 lao động Việt Nam đang làm việc trong 4 lĩnh vực ở Đài Loan, gồm sản xuất chế tạo và công nghiệp chiếm 85%, hộ lý, y tá, chăm sóc người bệnh tại bệnh viện và giúp việc gia đình 13%. Số còn lại là làm việc trong lĩnh vực xây dựng, nông lâm ngư nghiệp với thu nhập bình quân từ 600 tới 700 đô la Mỹ một tháng. Tại nhà máy công ty Trinity, chuyên sản xuất các sản phẩm linh kiện đầu máy, linh kiện ô tô, xe máy, xuất khẩu đi các thị trường như Mỹ, Nhật Bản. Hiện có 47 công nhân Việt Nam đang làm việc với thâm niên từ 3 đến 6 năm. Thu nhập thì còn tùy vào công việc của mỗi người có mỗi thu nhập khác nhau. Ví dụ như em thì tăng ca mà công việc nhiều, tăng ca nhiều thì tiền có nhiều, mà không có nhiều thì trung bình thì được khoảng 3 vạn, là tất cả là 1.000 đô. Công ty bổ trì chỗ ở, nhưng bọn em phải tự túc trả tiền. Một tháng hết 2.000 thì tầm có triệu rưỡi tiền Việt đấy, là một người. Nhưng một người trong phòng là còn có thể là nhiều người. Đối với tất cả công việc thì ở đâu cũng có khó khăn, ở đâu không có ở đâu là hoàn hảo cả. Thì nói chung thì được cái này mất cái kia, thì nói chung đang ở công việc thì phải cố gắng làm thôi. Theo nhiều lao động, Đài Loan là thị trường dễ tính, không đòi hỏi trình độ cao, lại có điều kiện khí hậu, văn hóa gần gũi với Việt Nam. Nhiều lao động sau khi hết hạn hợp đồng, không chỉ tiếp tục quay lại thị trường này đến lần thứ ba, thứ tư, mà còn giới thiệu cho bạn bè, người thân cùng sang Đài Loan làm việc. Rồi em làm bên in tem chai nước ngọt ạ. Nói chung, thôi công nghệ hiện đại thì máy móc nó hỗ trợ nhiều chứ cũng vất vả lắm. Nếu mà bình quân thì khoảng 2 vạn đại tệ. Đối với thu nhập ở đấy thì làm vậy cũng tốt rồi, bởi vì công ty cho ăn một ngày 3 giờ mình cũng không, nếu mà mình biết tiết kiệm thì có thể là gửi về nhà được. Đôi lúc thì mình cũng mệt mỏi nhưng nó cũng bù lại, đôi lúc thì cũng nhà. Công ty này thì nó họ quy định là tất cả các công ty nên là các công nhân không cần việc, cả giám đốc hay là nhân viên thì đều là cung cấp bạn ngày 3 bữa. Thì là thu nhập ở bên đây thì nó cũng so với Việt Nam thì nó cũng cao hơn. Thế nhưng mà đổi lại thì mình lại vào cái hoàn cảnh xa gia đình. Tại công ty Hồng Toàn, một công ty có uy tín hàng đầu tại Đài Loan, chuyên kinh doanh sản xuất các loại nước giải khát, các loại bao bì sản phẩm. Hiện công ty đang có 33 công nhân người Việt đang làm việc. Tại đây, công nhân sẽ được bố trí dầu ở tại ký túc xá tập trung của công ty. Mỗi phòng bao gồm từ 4 đến 6 người, có giường ngủ, nơi sinh hoạt riêng cho mỗi công nhân. Ngoài ra, tại ký túc xá còn có nơi tập luyện thể dục thể thao, giải trí cho công nhân, với các trò chơi như bóng bàn, bida, thể hình, karaoke. Khu thư giãn, đọc báo, uống cà phê được bố trí tại tầng trệt rất tiện nghi, bắt mắt. Ba bữa ăn chính trong ngày của công nhân đều do công ty cung cấp. Thông thường, khi đến giờ ăn, tất cả mọi thành viên trong công ty không phân biệt lãnh đạo, quản lý hay công nhân, tất cả đều tập trung dùng bữa tại nhà ăn công ty. Tổng thu nhập thì được 3 vạn 1, 3 vạn 2. Công việc thì gần như là toàn làm bằng chân tay thôi. Chỉ vận chuyển đi là bằng xe đấy. Bọn con ở trên ký túc thì là ở tầng 4 cùng nhau luôn. Nên là phòng nó cạnh nhau luôn. Nói chuyện với nhau suốt mà. Mỗi nước một tầng. Em làm ở bộ phận lắp nhôm. Một ngày thì 3-4 lần làm bê thùng đế lắp đổ vào thùng. Có nặng quá không? Tầm 25 cân. Đối với em là bình thường. Môi trường làm việc tốt. Nên là chỗ ăn ở nghỉ ngơi thoải mái tốt. Hàng tuần thì môi giới đến và hỏi về ký túc có vấn đề gì không để phản ánh lên để cho công ty sửa chữa. Với một nền kinh tế phát triển, năng động, Đài Loan đang có nhu cầu rất lớn về nguồn lao động. Với lợi thế là nguồn nhân công trẻ, chịu khó, cần cù, tiếp thu công việc nhanh, lao động Việt Nam rất được các doanh nghiệp Đài Loan quan tâm. Năm 2016,
công ty mới vừa nhận lao động Việt Nam sang làm việc. Đến nay chỉ vừa mới được vài tháng thì cũng đang trong quá trình quan sát. Tuy nhiên theo giám đốc thì công nhân Việt Nam biểu hiện rất là tốt. Người lao động người nào cũng có mục tiêu nỗ lực để cải thiện kinh tế gia đình. Đời này cũng làm việc chăm chỉ. Điều này công ty rất khẳng định. Hiện tại công ty Hồng Toàn tại Việt Nam có 2 nhà máy tại Bình Dương. Quy mô hoạt động là không ngừng mở rộng. Cho nên về nhân sự mà nói thì cần một lượng lớn người lao động. Chắc chắn trong thời gian sắp tới, công ty sẽ có kế hoạch đến Việt Nam, đặc biệt là Đồng Tháp, để tuyển lao động. Với thời hạn hợp đồng làm việc là 3 năm, người lao động đi làm việc tại Đài Loan có thể tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm, tác phong làm việc, ngôn ngữ, đặc biệt là cải thiện đáng kể kinh tế gia đình. Thị trường này cũng ưu tiên nhận lại những lao động đã từng làm việc. Tuy nhiên, môi trường làm việc nào cũng cần một sự cố gắng, nỗ lực từ phía người lao động, nếu muốn có được mức thu nhập cao và lâu dài.